Dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi là 2.450 thanh niên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã thực hiện thống nhất, bài bản, chặt chẽ, các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm tuyển người nào, chắc người đó. Tuyển quân năm 2023, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn đã phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đến 70 thanh niên trong độ tuổi. Do làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức đúng đắn của thanh niên và gia đình, nên số thanh niên chấp hành lệnh khám ngay từ ngày đầu đạt rất cao. Giờ thì con chỉ chấp nhận lanh khốn và nếu đạo thì con sẽ đi, còn đi vào đó thì có môi trường trong đó nó rất là tốt, rèn luyện bản thân con người mình trở nên tốt hơn, có ích cho xã hội. Nói chung có con thì lớn lên thì đúng tuổi thì cho đi lính vậy thôi, về lồm nguyện vọng thì vậy đó, trúng mà cho đi thì không xin không sợ hết. Trong những ngày diễn ra khám tuyển, thanh niên trong độ tuổi được nhận lệnh luôn có mặt đông đủ. Có nhiều thanh niên vừa tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định, đã rất nghiêm túc tham gia khám trong đợt này. Thì mọi thứ, tất cả mọi công dân đều phải tham gia và có quyền và nghĩa vụ hết. Thì mình nhận được quyền từ quốc gia, từ đất nước của mình thì mình phải có nghĩa vụ cống hiến cho đất nước mình thôi. Và nếu mà đáp ứng được nhu cầu chỉ tiêu đưa ra thì tôi sẽ tham gia lên đường để nhập ngũ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn đã phát lệnh khám năm nay là 1.979 thanh niên. Đến thời điểm này, huyện đã tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở 12 xã thị trấn. Để công tác khám tuyển đạt được kết quả, ngay từ đầu, các ban Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện triển khai đồng bộ chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bảo đảm chặt chẽ, công bằng, công khai, đúng luật. Để đảm bảo cái chỉ tiêu giao quân năm 2023, thì Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện sẽ tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã thị trấn là tiếp tục tuyên truyền, vận động thanh niên lên khám đảm bảo cái chỉ tiêu được giao. Cái thứ hai á là chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cái nghị định 37 của chính phủ để đảm bảo cái tính công bằng xã hội trong công tác tuyển quân. Và đồng thời chúng tôi sẽ phối hợp với phòng tư pháp huyện và các cơ quan có liên quan sẽ tổ chức tập huấn các cái nội dung cơ bản theo nghị định 37 của chính phủ để đảm bảo cho các xã thị trấn là tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Phấn đấu hoàn thành tốt 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2023. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát và nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đồng thời có phương án đối với thanh niên hiện đang đi làm ăn xa, những trường hợp miễn hoãn. Các địa phương đã phát lệnh gọi khám đến 10.080 thanh niên. Thì sáng hôm nay ngày 10 thì theo cái kế hoạch, Ủy ban dân phường Lê Hồng Phong tổ chức khám tuyển. Qua cái việc chỉ đạo và cái việc vận động của các cái mặt trận, các hội đoàn thể, tổ dân phố, thì sáng hôm nay thanh niên phường Lê Hồng Phong lên khám là đạt 95%. Như vậy chúng tôi đánh giá là cái việc mà chỉ đạo, cái việc mà chấp hành trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên của phường, từ phường tới tổ dân phố rất là tốt. Và trong thời gian đấy chúng tôi còn lại một số thanh niên mà hiện nay đang ở xa, chưa về kịp thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cho cơ quan quân sự sẽ tổ chức là mời các em, huy động các em nó lên khám cho nó đủ cái chỉ tiêu trên giao. Nét mới trong công tác tuyển quân năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị định 37 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng. Nghị định này có mức xử phạt cao nhất là từ 50 đến 75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Việc tăng mạnh mức xử phạt hành vi trốn nghĩa vụ quân sự có thêm chế tài để các địa phương thuận lợi trong tuyên truyền, vận động, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Đặc biệt trong năm nay thì chúng tôi thực hiện theo cái Nghị định 37 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 120 về xử phạt trên cái lĩnh vực cơ yếu quốc phòng. Đây là một cái cơ sở để cho các cái hội đồng nghĩa vụ quân sự ở các huyện, thị xã, thành phố để rồi xử lý số thanh niên là chống khốn, chống lại vụ khốn trong thời gian qua, tổ công bằng cho xã hội. Ngoài ra là năm nay thì có những thuận lợi hơn so với các năm thì cái công tác phát lệnh vụ khốn là chúng tôi chủ động từ đầu tháng 10.
Vì đó là chốt xét việc rồi đủ điều kiện thì nguồn khóm phát lại nguồn khóm là trước 15 ngày để số thanh niên lên khóm. Trong thời gian tới để quản lý tốt cái số thanh niên mà đọc sức khỏe thì trước hết là cơ quan thường trực sẽ tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện thị xã thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú và đa dạng hơn như là tuyên truyền vận động rồi sân khấu hóa rồi bằng hình thức là qua cái mạng Zalo, mạng Facebook, mạng xã hội để cho được mọi người được cập nhật được cái nội dung mới về cái nghị định 37 của chính phủ và cái luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Nhất là cái đối tượng mà thanh niên nằm trong cái diện của nhập ngũ. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp với lực lượng công an này, lực lượng tư pháp rồi quân sự để mà xử lý triệt để cái số thanh niên chống cái lệnh ngũ khốn trong cái thời gian qua. Các địa phương đang tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác khám sức khỏe tuyển gọi công dân nhập ngũ. Phấn đấu kết thúc công tác khám sức khỏe giai đoạn 1 đạt trên 90%, chất lượng thanh niên trúng tuyển đạt cao, đảm bảo các yêu cầu theo quy định.